Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và nhớ bật luôn chuông thông báo kế bên để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Diễn biến cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, có đến 5.000 dân thường bị thiệt mạng tại thủ đô cảng Mariupol. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào con gái của Putin và nhiều ngân hàng Nga hơn. Lạm phát ở Nga đạt mức 200%. Quan chức quốc phòng cho biết Hoa Kỳ huấn luyện người Ukraine sử dụng máy bay không người lái Switchblade. Hungary tuyên bố sẵn sàng trả khí đốt của Nga bằng đồng rút. Hoa Kỳ phê duyệt tăng 95 triệu đô la cho hệ thống phòng không của Đài Loan. Đức cùng với sự giúp đỡ của Mỹ đóng cửa thị trường bất hợp pháp lớn nhất thế giới trên Darknet. EU điều tra sự bùng phát của vi khuẩn Salmonella liên quan tới sô-cô-la trước lễ phục sinh. Vườn thú Hoa Kỳ và Canada di chuyển chim vào trong nhà khi dịch cúm gia cầm lây lan. Mũi tiêm COVID tăng cường thứ hai bảo vệ người già khỏi COVID nhưng khả năng bảo vệ sẽ nhanh chóng mất đi. Và mở đầu bản tin thế giới, Hoàng Anh sẽ cập nhật các diễn biến mới về tình hình Nga-Ukraine. Sau đây là diễn biến tình hình giao tranh giữa Nga và Ukraine. Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã áp đảo thông qua đạo luật kêu gọi báo cáo của chính phủ liên bang về bằng chứng tội ác chiến tranh của Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. Các nhà lập pháp ủng hộ biện pháp này trong bối cảnh các báo cáo khủng khiếp về hành động tàn bạo ở các thị trấn xung quanh Kyiv, đặc biệt là Bucha. Thị trưởng của Mariupol cho biết hơn 5.000 thường dân đã thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Zelensky đã cáo buộc rằng Nga đang cố gắng che giấu bằng chứng tội ác chiến tranh để can thiệp vào cuộc điều tra quốc tế. Trong bài phát biểu video hàng ngày trước đất nước vào cuối ngày thứ Tư, Tổng thống Zelensky nói rằng "Chúng tôi có thông tin rằng quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật và đang cố gắng di dời những người chết, những người Ukraine đã chết, ra khỏi các đường phố và hầm của lãnh thổ mà họ chiếm đóng. Đây chỉ là một nỗ lực để che giấu bằng chứng và không có gì hơn." Ông Zelensky cũng cho biết hàng ngàn người hiện đang mất tích, đã chết hoặc là bị trục xuất về Nga, đồng thời kêu gọi công dân Nga không sợ phản đối chiến tranh. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng chống lại Thủ tướng Ba Lan vào tối thứ Tư. Trước đó, vào hôm thứ Hai, Thủ tướng Ba Lan là ông Morawiecki đã chế nhạo các cuộc điện đàm kéo dài hàng giờ đồng hồ của nhà lãnh đạo Pháp với ông Putin, nói rằng họ chẳng đạt được kết quả gì. Chính quyền Ukraine cho biết gần 5.000 người đã được di tản khỏi các khu vực giao tranh hôm thứ Tư. Phó Thủ tướng Ukraine và các quan chức khác đã kêu gọi cư dân ở các khu vực phía đông di tản khi đối mặt với cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga, nói rằng người dân ở các khu vực Donetsk và Luhansk nên rời đến các khu vực an toàn hơn. Thống đốc khu vực Donetsk cho biết ít nhất 5 dân thường đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương do trận pháo kích của Nga vào hôm thứ Tư. Hơn 10 triệu người, khoảng 1/4 dân số Ukraine đã phải di dời vì chiến tranh và hơn 4 triệu người trong số họ đã phải rời bỏ đất nước. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết Mỹ đã huấn luyện một số lượng nhỏ người Ukraine đã ở Mỹ về cách sử dụng máy bay không người lái Switchblade chống xe tăng tiên tiến. Loại vũ khí này có thể bỏ vừa ba lô, có khả năng lảng vảng trên một mục tiêu cách xa người điều khiển hàng dặm. Chúng thường được gọi là máy bay không người lái kamikaze vì cách chúng lao vào mục tiêu mang đầu đạn ở đầu. Quan chức này cho biết những người Ukraine đang được huấn luyện, đang tham gia vào các chương trình giáo dục quân sự chuyên nghiệp và họ có thể được đào tạo thêm về các hệ thống khác trước khi trở về Ukraine tương đối sớm. Máy bay không người lái Switchblade là sản phẩm mới đối với quân đội Ukraine. Trong tháng trước thì Nhà Trắng đã cho biết họ sẽ cung cấp 100 máy bay không người lái Switchblade cho Ukraine. Quan chức Mỹ cũng cho biết tổng thể Nga đã phóng 1.450 tên lửa vào Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã tẩy chay một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Nga kêu gọi nhằm gây sức ép với những tuyên bố vô căn cứ rằng Hoa Kỳ có các phòng thí nghiệm chiến tranh sinh học ở Ukraine. Thủ tướng Ý Mario Draghi cho biết không có lệnh cấm vận khí đốt Nga nào được xem xét vào thời điểm này khi Liên minh châu Âu đang cân nhắc gói trừng phạt tiếp theo đối với cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Joe Biden đang chào đón cộng đồng quốc tế và một số tập đoàn lớn nhất ở Hoa Kỳ vì đã gia tăng hơn nữa sự cô lập về kinh tế của Nga.
phát biểu trước hàng ngàn người tại hội nghị lập pháp của Hiệp hội Thương mại. Tổng thống Joe Biden cho rằng các quốc gia có trách nhiệm phải cùng nhau quy trách nhiệm cho những thủ phạm này và cam kết rằng chúng tôi sẽ kiềm hãm khả năng phát triển của Nga trong nhiều năm tới. Ông cũng lưu ý rằng hơn 600 công ty Hoa Kỳ đã lựa chọn rời khỏi Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Ukraine phá hoại một cuộc hoán đổi tù nhân đã được thỏa thuận từ trước. Phát biểu tại một cuộc họp giao ban, một quan chức Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng Kyiv đã trong một thời gian dài ngăn chặn việc trao đổi tù nhân, bao gồm cả một cuộc hoán đổi sẽ diễn ra vào thứ Tư với sự tham gia của 251 quân nhân mỗi bên. Ngày 1 tháng 4, đại diện văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết Ukraine đã bảo đảm việc thả 86 binh sĩ, trong đó có 15 phụ nữ, thông qua hình thức hoán đổi. Điều này đã được các quan chức Nga xác nhận vào hôm thứ Tư. Một cam kết mới của Mỹ về tên lửa Javelin có nghĩa là phương Tây sẽ sớm cung cấp cho các máy bay chiến đấu Ukraine 10 vũ khí chống xe tăng ở nước họ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết vào hôm thứ Tư. Ngoại trưởng Blinken đã nói chuyện với đài truyền hình tin tức của Mỹ sau khi quốc gia này đã công bố thêm 100 triệu đô la để mua thêm tên lửa Javelin cho Ukraine. Mỹ cho biết họ đã cung cấp 1,7 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng và viện trợ của Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Tổng thống Ukraine đang thúc ép phương Tây cung cấp nhiều vũ khí hơn, nhanh hơn và làm nhiều hơn nữa để tách Nga ra khỏi nền kinh tế toàn cầu, nhằm gây áp lực buộc ông Putin phải thực hiện hòa bình. Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhắm vào các con gái của ông Putin và nhiều ngân hàng Nga hơn. Hoa Kỳ đã nhắm vào các ngân hàng và giới tinh hoa của Nga bằng một vòng trừng phạt mới vào hôm thứ Tư, bao gồm cả việc cấm người Mỹ đầu tư vào Nga để đáp lại những gì Tổng thống Joe Biden lên án là hành động tàn bạo của Nga ở Ukraine. Các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Sberbank của Nga là ngân hàng nắm giữ 1/3 tổng tài sản ngân hàng của Nga và Alpha Bank là tổ chức tài chính lớn thứ tư của nước này, nhưng các giao dịch năng lượng đã được miễn trừ khỏi các biện pháp mới nhất. Hoa Kỳ cũng đang trừng phạt hai con gái lớn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vợ và con gái của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và các thành viên cấp cao của Hội đồng An ninh Nga. Vương quốc Anh cũng đóng băng tài sản của Sberbank và cho biết họ sẽ cấm nhập khẩu than của Nga vào cuối năm nay trong đợt trừng phạt mới nhất phối hợp với Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây khác để bỏ đói bộ máy chiến tranh của Putin. Sberbank và Alpha Bank cho biết các lệnh trừng phạt mới sẽ không có tác động đáng kể đến hoạt động của họ. Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp để cấm người dân Hoa Kỳ ở bất kỳ nơi nào đầu tư mới vào Nga, bao gồm lệnh cấm đầu tư mạo hiểm và sáp nhập. Điều này sẽ càng cô lập Nga khỏi nền kinh tế toàn cầu. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Nhà Trắng cho biết, theo ước tính, nền kinh tế Nga sẽ giảm 10% đến 15% vào năm 2022, và lạm phát ở Nga đang ở mức 200%. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết, các nhà chức trách cũng đã phá vỡ một loại mạng máy tính độc hại toàn cầu, được gọi là mạng Botnet do Cơ quan Tình báo Quân đội Nga kiểm soát. Mỹ cảnh báo Trung Quốc có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu mà ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ là Wendy Sherman hôm thứ Tư cho biết các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì cuộc chiến tranh tại Ukraine sẽ giúp cho Trung Quốc hiểu rõ về những hậu quả mà họ có thể phải đối mặt nếu Trung Quốc cung cấp hỗ trợ vật chất cho Moscow. Bà Sherman cho rằng Bắc Kinh nên rút ra những bài học đúng đắn từ phản ứng phối hợp của phương Tây đối với Ukraine rằng bất kỳ động thái nào của Trung Quốc nhằm chiếm đảo Đài Loan bằng vũ lực sẽ không thể chấp nhận được. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng Bắc Kinh đang có dấu hiệu mâu thuẫn về mối liên hệ chặt chẽ với Nga, bao gồm cả việc xuất hiện những hình ảnh thảm khốc về thi thể thường dân bị bắn ở cự ly gần tại thị trấn Pusa, miền Bắc của Ukraine khi mà khu vực này được quân Ukraine chiếm lại. Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã cảnh báo ông Tập trong một cuộc gọi điện video vào tháng 3 về hậu quả đối với bất kỳ ủng hộ vật chất nào để giúp cho Nga chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây hoặc là cung cấp hỗ trợ quân sự. Tổng thống Biden sau đó đã nói rằng Trung Quốc biết tương lai kinh tế của họ gắn liền với phương Tây chứ không phải Nga.
lực lượng Nga tấn công các thành phố Ukraine khi Mỹ công bố các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn. Nga đã nã pháo vào các thành phố quan trọng của Ukraine hôm thứ Tư, trong khi Tổng thống Ukraine thúc giục phương Tây hành động dứt khoát trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới và cứng rắn hơn nhằm vào Nga để đáp trả các vụ sát hại dân thường đang bị lên án là tội ác chiến tranh. Mỹ đã công bố một vòng trừng phạt mới nhằm vào các ngân hàng Nga cũng như các quan chức ở Điện Kremlin và các thành viên trong gia đình của họ. Người đứng đầu của Ủy ban châu Âu báo hiệu các động thái tiếp theo, bao gồm kiểm tra nhập khẩu năng lượng bên cạnh các lệnh trừng phạt mà khối này công bố vào ngày thứ Ba. Các biện pháp trừng phạt mới có thể làm gia tăng khó khăn kinh tế cho người Nga mà không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu năng lượng của Nga, theo các nhà phân tích trừng phạt của Mỹ. Vào ngày thứ Tư thì một cuộc bao vây ở cảng phía nam Mariupol tiếp tục khiến cho hàng chục ngàn dân cư bị mắc kẹt mà không có thức ăn, nước uống hoặc là nguồn điện. Bộ Tổng tham mưu của Ukraine cho biết thành phố phía đông bắc của Kharkiv vẫn bị tấn công, trong khi chính quyền ở khu vực phía đông Luhansk kêu gọi người dân rời khỏi khu vực này vì được cho là mục tiêu của một cuộc tấn công mới. Thống đốc khu vực cho biết trong một bài đăng trực tuyến, 10 tòa nhà cao tầng đã bốc cháy ở phía đông của thị trấn Severodonetsk sau cuộc pháo kích của Nga hôm thứ Tư. Hơn 5.000 dân thường ở Mariupol thiệt mạng. Thị trưởng của thành phố cảng Mariupol bị bao vây hôm thứ Tư cho biết số dân thường thiệt mạng trong nhiều tuần bị Nga bắn phá và giao tranh trên đường phố là hơn 5.000 người, trong số đó có 210 trẻ em. Thị trưởng Mariupol cho biết các lực lượng Nga đã ném bom vào các bệnh viện, trong đó có một bệnh viện đã có 50 người bị chết cháy. Hơn 90% cơ sở hạ tầng của thành phố đã bị phá hủy. Các quan chức quốc phòng Anh cho biết 160.000 người vẫn bị mắc kẹt trong thành phố. Đây là nơi có dân số trước chiến tranh là 430.000 người. Một đoàn xe cứu trợ nhân đạo cùng với Hội Chữ Thập Đỏ đã cố gắng trong nhiều ngày mà không thành công để đi vào thành phố. Ở phía Bắc, các nhà chức trách Ukraine cho biết thi thể của ít nhất 410 thường dân đã được tìm thấy ở các thị trấn xung quanh Kiev, nạn nhân của những gì mà ông Zelensky đã miêu tả như là một chiến dịch giết người, hãm hiếp, chặt xác và tra tấn của Nga. Một số nạn nhân rõ ràng đã bị bắn ở cự ly gần, một số được tìm thấy trong tình trạng bị trói tay. Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy ít nhất 20 thi thể ở khu vực Makhariv phía tây của Kiev. Điện Kremlin đã khẳng định quân đội của họ không phạm tội ác chiến tranh và đồng thời cáo buộc rằng những hình ảnh ở Bucha là do người Ukraine dàn dựng. Hungary tuyên bố sẵn sàng trả khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Hôm thứ Tư, Hungary cho biết họ đã sẵn sàng trả tiền rúp cho khí đốt của Nga. Hungary là một trong số ít các quốc gia thành viên khối châu Âu đã bác bỏ các biện pháp trừng phạt năng lượng đối với Moscow. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary là ông Peter Szijjarto trước đó nói rằng các nhà chức trách khối châu Âu không có vai trò gì trong thỏa thuận cung cấp khí đốt với Nga, vốn dựa trên hợp đồng song phương giữa các đơn vị của MVM quốc doanh Hungary và Gazprom. Hungary, quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga, đã ký một thỏa thuận cung cấp khí đốt dài hạn mới vào năm ngoái. Theo đó, thì Gazprom của Nga dự kiến sẽ xuất xưởng 4,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Trong khi đó, Lithuania cho biết họ sẽ không nhập khẩu khí đốt của Nga để đáp ứng nhu cầu trong nước, trở thành quốc gia đầu tiên ở khối châu Âu bảo đảm độc lập khỏi nguồn cung cấp của Nga. Việc vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu thông qua 3 tuyến đường ống quan trọng, nhìn chung đều ổn định vào thứ Tư. Hoa Kỳ phê duyệt tăng 95 triệu đô la cho hệ thống phòng không của Đài Loan. Ngũ giác đài Pentagon hôm thứ Ba cho biết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán cho Đài Loan các thiết bị, khóa huấn luyện và các vật dụng khác để hỗ trợ hệ thống phòng không Patriot trong một thỏa thuận trị giá lên tới 95 triệu đô la Mỹ. Theo luật thì Hoa Kỳ buộc phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ, bất chấp việc không có quan hệ ngoại giao chính thức và sự tức giận của Bắc Kinh về các vụ mua bán vũ khí. Đây là thương vụ bán vũ khí thứ ba được công bố kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, và cho thấy mối quan hệ vững chắc giữa Tổng thống Biden và Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ kỳ vọng thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong tháng. Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí quốc tế chính của Đài Loan.
Đức cùng với sự giúp đỡ của Mỹ đóng cửa thị trường bất hợp pháp lớn nhất thế giới trên Darknet. Chợ Hydra là một chợ nói tiếng Nga đã hoạt động thông qua mạng Tor từ năm 2015 và được biết đến với hoạt động buôn bán ma túy trên quy mô lớn. Thị trường này có 17 triệu khách hàng mua và bán các tài liệu giả mạo và thẻ tín dụng bị đánh cắp. Vào năm 2020, doanh số bán hàng lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Thị trường này cũng cung cấp một dịch vụ để làm xáo trộn các giao dịch kỹ thuật số, làm phức tạp các cuộc điều tra tiền điện tử cho các cơ quan thực thi pháp luật. Có doanh thu cao nhất trên toàn thế giới, lên tới ít nhất là 1,23 tỷ euro chỉ riêng trong năm 2020. Ngoài ra thì Hoa Kỳ cũng đã đánh sập một sàn giao dịch tiền điện tử có tên là Garantex, có trụ sở tại Estonia. Hydra chiếm khoảng 86% các giao dịch Bitcoin bất hợp pháp ở Nga vào năm 2019. Sàn giao dịch Garantex của Estonia được sử dụng cho hơn 100 triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử liên quan đến các đối tượng bất chính. Các biện pháp trừng phạt này là một nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden nhằm chứng tỏ rằng tiền điện tử sẽ không thể trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế đối với Nga hoặc là các tác nhân tội phạm khác. Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính đang theo dõi chặt chẽ mọi nỗ lực nhằm lách hoặc là vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga, bao gồm cả việc sử dụng tiền điện tử và cam kết sử dụng các cơ quan thực thi rộng rãi của mình để chống lại các hành vi vi phạm và thúc đẩy sự tuân thủ. EU điều tra sự bùng phát vi khuẩn Salmonella liên quan tới sô-cô-la trước lễ phục sinh. Cơ quan Y tế châu Âu hôm thứ Tư cho biết họ đang điều tra hàng chục trường hợp được báo cáo là nghi ngờ nhiễm khuẩn Salmonella liên quan tới việc ăn sô-cô-la ở ít nhất 9 quốc gia. Tập đoàn bánh kẹo Ý Ferrero đã thu hồi một số trứng sô-cô-la Kinder Surprise và các sản phẩm khác từ các kệ hàng của Tây Ban Nha vào ngày thứ Tư, sau những động thái tương tự ở Anh và Ireland vào ngày thứ Hai. Ferrero mô tả việc thu hồi là để đề phòng và cho biết hôm thứ Tư rằng không có sản phẩm Kinder nào được tung ra thị trường có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Salmonella. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu, gọi tắt là ECDC, cho biết Anh và các quốc gia có số vụ cao nhất với 63 vụ được xác nhận tính đến ngày 5 tháng 4 và đồng thời cho biết thêm rằng các quốc gia khác có khả năng xảy ra hoặc được xác nhận đó là Pháp, Ireland, Bỉ, Đức, Luxembourg, Hà Lan, Thụy Điển và Na Uy. Cơ quan Y tế Liên minh châu Âu cho biết họ đang điều tra cùng với Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu EFSA 134 trường hợp được xác nhận hoặc là có khả năng nhiễm khuẩn Salmonella. Việc thu hồi sản phẩm đã được đưa ra ở một số quốc gia bao gồm Bỉ, Pháp, Đức, Ireland, Luxembourg và Anh. Vườn thú của Hoa Kỳ, Canada di chuyển chim vào trong nhà khi mà dịch cúm gia cầm lây lan. Các vườn thú trên khắp Bắc Mỹ đang di chuyển chim của họ vào trong nhà để tránh con người và động vật hoang dã để bảo vệ chúng khỏi cúm gia cầm rất dễ lây lan và có khả năng gây chết người. Chim cánh cụt có thể là loài chim duy nhất mà du khách đến nhiều vườn thú có thể nhìn thấy ngay bây giờ bởi vì chúng đã được nuôi ở bên trong và thường được bảo vệ sau kính trong các triển lãm của chúng, khiến cho dịch cúm gia cầm khó tiếp cận với chúng hơn. Cho đến nay, chưa có vụ bùng phát nào được báo cáo tại các vườn thú, nhưng mà đã có những con chim hoang dã đã được phát hiện đã chết vì mắc bệnh cúm. Như trường hợp một con vịt hoang dã đã chết trong một khu vực hậu trường của vườn thú Plain Park ở Des Moines, Iowa, sau những trận lốc xoáy vào tháng trước đã cho kết quả dương tính. Hầu hết các bước mà vườn thú đang thực hiện được thiết kế để ngăn chặn sự tiếp xúc giữa các loài chim hoang dã và động vật trong vườn thú. Trong số các biện pháp phòng ngừa mà các vườn thú đang áp dụng là nhốt chim thành từng nhóm nhỏ hơn để nếu phát hiện trường hợp thì chỉ một số ít bị ảnh hưởng. Các quan chức nhấn mạnh rằng dịch cúm gia cầm không gây nguy hiểm cho sự an toàn của thịt hoặc là trứng hoặc là một nguy cơ đáng kể đối với sức khỏe của con người. Không có gia cầm bị nhiễm bệnh nào được phép vào nguồn cung cấp thực phẩm và nếu nấu chín gia cầm và trứng đúng cách sẽ giết chết vi khuẩn và virus. Mũi tiêm COVID tăng cường thứ hai có thể bảo vệ người già khỏi bệnh COVID, nhưng mà khả năng bảo vệ sẽ nhanh chóng mất đi.
Một nghiên cứu lớn ở Israel đã phát hiện ra rằng mũi tiêm thứ tư của vaccine Pfizer-BioNTech làm giảm tỷ lệ COVID-19 ở người cao tuổi, nhưng mà khả năng bảo vệ chống lại nhiễm trùng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Các nhà nghiên cứu cho biết khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng không suy giảm trong 6 tuần sau khi dùng liều, nhưng mà cần có thêm nghiên cứu tiếp theo để đánh giá khả năng bảo vệ lâu dài. Một nghiên cứu khác từ Israel vào tháng trước cho thấy rằng những người cao niên được tiêm nhắc lại lần thứ 2 vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech có tỷ lệ tử vong thấp hơn 78% so với những người chỉ tiêm một mũi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các ca mắc và tử vong do COVID-19 đã giảm trên toàn cầu. Theo báo cáo được công bố hôm thứ Tư của Tổ chức Y tế Thế giới, số ca mắc COVID-19 được báo cáo trên toàn cầu đã giảm tuần thứ hai liên tiếp và các ca tử vong do COVID-19 được xác nhận cũng đã giảm vào tuần trước. Trong báo cáo đại dịch mới nhất của mình, WHO cho biết 9 triệu ca mắc COVID-19 đã được báo cáo, tức là giảm 16% số ca mắc hàng tuần và hơn 26.000 trường hợp tử vong mới do COVID-19. Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc này cho biết đã xác nhận tất cả các khu vực trên thế giới đều đã nhiễm coronavirus. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo rằng những con số được báo cáo có sự không chắc chắn đáng kể vì nhiều quốc gia đã ngừng xét nghiệm rộng rãi đối với COVID-19, có nghĩa là nhiều trường hợp có thể sẽ không bị phát hiện. WHO cũng cho biết họ đang theo dõi một biến thể Omicron là sự tái tổ hợp của hai phiên bản BA.1 và BA.2 được phát hiện lần đầu tiên ở Vương quốc Anh vào tháng 1. Các ước tính ban đầu cho thấy Omicron tái tổ hợp có thể lây truyền nhiều hơn khoảng 10% so với các đột biến trước đó, nhưng vẫn cần có thêm bằng chứng để xác thực điều này. WHO cũng tiếp tục cảnh báo các quốc gia không nên bỏ các quy định về COVID-19 của mình quá nhanh và dự đoán rằng các biến thể trong tương lai có thể lây lan dễ dàng nếu các hệ thống giám sát và xét nghiệm bị tạm hoãn. Hàng ngàn người biểu tình trong khi công nhân Hy Lạp đình công vì giá cả tăng cao và lương thấp. Hàng ngàn người ở Athens đã biểu tình vào hôm thứ Tư trong cuộc đình công kéo dài một ngày trên toàn quốc về điều mà người lao động gọi là cuộc khủng hoảng sâu sắc do giá cả tăng cao và thu nhập bị siết chặt. Cuộc biểu tình đã làm gián đoạn các hoạt động giao thông vận tải, trường học và bệnh viện công. Hai liên đoàn lao động lớn nhất của đất nước đại diện cho khoảng 2,5 triệu công nhân. Khu vực công và tư nhân đã kêu gọi cuộc tổng đình công, mà đỉnh điểm là một cuộc biểu tình bên ngoài quốc hội. Cảnh sát ước tính ít nhất 10.000 người đã tham gia cuộc biểu tình. Hy Lạp đã vực dậy sau một thập kỷ khủng hoảng tài chính vào năm 2018. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã khiến du lịch toàn cầu bế tắc 2 năm sau đó và làm tổn hại đến ngành du lịch quan trọng của nước này. Giờ đây thì giá năng lượng đã tăng vọt do các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Kể từ khi cuộc xâm lược ở Ukraine hồi tháng 2, càng làm tổn hại đến túi tiền của người lao động. Lạm phát tiêu dùng hàng năm ở Hy Lạp đã tăng lên mức cao nhất trong 25 năm là 7,2% vào tháng 2 dựa trên chi phí năng lượng, nhà ở và giao thông vận tải. Chính phủ đã chi khoảng 3,7 tỷ euro, tức là 4 tỷ đô la Mỹ kể từ tháng 9 để giảm bớt gánh nặng chi phí năng lượng và nhiên liệu tăng cao cho nông dân, hộ gia đình và doanh nghiệp. Công đoàn khu vực tư nhân của đất nước là GSEE cho biết họ đã đề xuất tăng 13% tổng mức lương tối thiểu hàng tháng lên 751 euro do lạm phát. Chính phủ bảo thủ đã tăng lương tối thiểu thêm 2% lên 663 euro vào tháng Giêng và Thủ tướng Hy Lạp đã hứa sẽ tăng lần thứ hai ở mức lớn hơn kể từ ngày 1 tháng 5. Tác giả của cuốn sách How to Murder Your Husband, tạm dịch là Làm cách nào để giết chồng của bạn, hiện đang bị xét xử vì tội giết chồng của mình. Một nhà văn tự xuất bản chuyên viết về đề tài lãng mạn, từng viết một bài tiểu luận có tựa đề How to Murder Your Husband, làm thế nào để giết chồng của bạn, hiện đang bị xét xử vì cáo buộc giết chồng của bà ấy. Nancy Crampton Prophy, 71 tuổi, đã bị buộc tội bắn chết chồng mình, Daniel Prophy, 63 tuổi, vào tháng 6 năm 2018. Bà đã bị bắt và bị buộc tội giết người 3 tháng sau khi ông qua đời, nhưng đã không nhận tội. Theo tờ The Oregonian, chồng của bà Crampton Prophy đã bị giết khi ông ấy đang chuẩn bị đi làm vào sáng sớm ngày 2 tháng 6 năm 2018.
Ông Profi là giáo viên tại Học viện Ẩm thực Oregon và đang làm việc một mình trong phòng học bếp. Trong phiên tòa hôm thứ Hai, luật sư quận Oregon đã đưa ra một trường hợp bồi thẩm rằng bà Crampton Profi đã bị thúc đẩy bởi lòng tham và chính sách bảo hiểm trị giá 1,4 triệu đô la. Tuy nhiên, bất chấp tiêu đề của bài luận "Làm thế nào để giết chồng của bạn" được viết cách đây 11 năm, một thẩm phán đã phán quyết rằng bài đăng trực tuyến không thể được đưa ra làm bằng chứng chống lại bà Crampton Profi. Ed Sheeran thắng vụ kiện tranh chấp bản quyền ca khúc Shape of You. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh nổi tiếng thế giới Ed Sheeran đã thắng một vụ kiện bản quyền tại tòa án tối cao Vương quốc Anh đối với ca khúc ăn khách Shape of You ra mắt năm 2017 mà anh đã thể hiện. Hôm thứ Tư, một thẩm phán đã phán quyết Sheeran, 31 tuổi, không đạo nhạc tác phẩm của nghệ sĩ người Anh khác Sammy Chokri, nghệ sĩ biểu diễn dưới nghệ danh Sammy Switch. Người đã cáo buộc Sheeran ăn cắp giai điệu từ bài hát Oh Why xuất bản năm 2015 của anh ấy. Ngôi sao nhạc pop người Anh và các đồng tác giả của anh ấy đã phủ nhận những cáo buộc từ Chokri. Sau 11 ngày xét xử, thẩm phán tòa án tối cao kết luận rằng Sheeran đã không có cố ý hoặc là vô thức sao chép một cụm từ trong OY khi anh sáng tác bản hit của mình. Shape of You là bài hát bán chạy nhất năm 2017 của Vương quốc Anh và là bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất từ trước đến nay trên Spotify. Forbes công bố danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2022, Việt Nam có 7 đại diện. Mới đây, tạp chí Forbes đã công bố danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2022. Theo danh sách tỷ phú thế giới hàng năm của Forbes cho thấy, số lượng tỷ phú đã giảm dần trong năm qua. Hiện nay có 2.668 tỷ phú trên toàn cầu, giảm 87 người so với năm trước. Theo Forbes, ước tính các tỷ phú trên thế giới sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 12,7 ngàn tỷ Mỹ kim, giảm 400 tỷ Mỹ kim so với năm trước. Mỹ vẫn đứng đầu tất cả các quốc gia có nhiều tỷ phú nhất với 735 người, tiếp theo là Trung Quốc 607 người. Sau đây là danh sách 10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2022 của tạp chí Forbes. Thứ nhất là Elon Musk, người sáng lập Tesla và SpaceX lần đầu tiên đứng đầu danh sách của Forbes với giá trị tài sản ròng là 219 tỷ Mỹ kim. Người thứ hai là Jeff Bezos, giá tài sản ròng 171 tỷ Mỹ kim. Tỷ phú Bezos là người sáng lập công ty bán lẻ Amazon. Ông cũng có công ty hàng không vũ trụ của riêng mình, mang tên Blue Origin. Người đứng vị trí thứ ba là Bernard Arnault và gia đình, trị giá tài sản ròng 158 tỷ Mỹ kim. Tỷ phú giàu nhất ngành thời trang Arnault, điều hành LVMH, tập đoàn quốc tế của Pháp, đứng sau các thương hiệu bao gồm Louis Vuitton, Marc Jacobs và Christian Dior. Hạng tư trong danh sách là Bill Gates, giá trị tài sản ròng 129 tỷ Mỹ kim. Tỷ phú Gates là người đồng sáng lập hãng phần mềm khổng lồ Microsoft. Hạng năm là Warren Buffett, giá trị tài sản là 118 tỷ Mỹ kim. Ông được coi như là một nhà tiên tri của xứ Omaha, là giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway. Ông đã kiếm được hàng tỷ Mỹ kim thông qua đầu tư. Thứ sáu, Larry Page, giá trị tài sản ròng 111 tỷ Mỹ kim. Doanh nhân người Mỹ là một trong những người đồng sáng lập Google. Người đứng thứ bảy là Sergey Brin, giá trị tài sản ròng 107 tỷ Mỹ kim. Tỷ phú Brin cũng là người đồng sáng lập Google với Larry Page. Người thứ tám là Larry Ellison, giá trị tài sản ròng 106 tỷ Mỹ kim. Ông trùm tư bản người Mỹ được biết đến vai trò là người điều hành tập đoàn phần mềm khổng lồ Oracle. Người đứng hàng thứ 9 là Steve Ballmer, giá trị tài sản ròng 91,4 tỷ Mỹ kim. Tỷ phú Ballmer từng là giám đốc điều hành của Microsoft, hiện tại ông là chủ sở hữu của đội bóng rổ Los Angeles Clippers. Và người đứng hàng thứ 10 trong danh sách là Mukesh Ambani, giá trị tài sản ròng là 90,7 tỷ Mỹ kim. Ambani là chủ tịch và là giám đốc điều hành của Reliance Industries, công ty có liên quan tới nhiều ngành công nghiệp bao gồm hóa dầu và dệt may. Trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2022 của Forbes, Việt Nam có 7 đại diện, bao gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Đây là lần góp mặt thứ 10 của ông Vượng trong danh sách với tài sản 6,2 tỷ Mỹ kim, đứng thứ 411 trên thế giới. Người thứ hai là Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long. Tỷ phú thép Trần Đình Long sở hữu 3,2 tỷ Mỹ kim, đứng thứ 951 trên thế giới.
kế tới là CEO của Vietjet Air, Nguyễn Thị Phương Thảo. Bà Thảo cũng là lần thứ 6 có tên trong danh sách với tài sản 3,1 tỷ Mỹ Kim, đứng thứ 984 trên thế giới. Chủ tịch Nova Group Bùi Thanh Nhơn với 2,9 tỷ Mỹ Kim, đứng thứ 1053 trên thế giới. Kế tiếp là chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, tài sản của ông năm nay tăng lên 2,3 tỷ Mỹ Kim, đứng thứ 1341 trên thế giới. Kế tới là chủ tịch Mason, ông Nguyễn Đăng Quang, xuất hiện trong danh sách năm thứ 2 liên tiếp với 1,9 tỷ Mỹ Kim. Và sau cùng là chủ tịch Taco Trần Bá Dương. Ông Dương được đưa vào danh sách của Forbes từ năm 2018, hiện nay đang sở hữu 1,6 tỷ Mỹ Kim. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái của đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. Một Canada bằng 0,7994 đô la Mỹ và bằng 0,7327 đồng euro. Một Canada thì bằng 18.213 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ thì bằng 22.871 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 97,94 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 103 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.924,93 đô la Mỹ một ounce. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tối nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Khi xem chương trình, quý vị đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này ngày càng tốt hơn. Và mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được thông báo về các bản tin mới nhất. Thay mặt cho ban biên tập, Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.